mặt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân chân cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Của quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của một người đàn ông rất ấn tượng. 10 giây của quý vị bắt đầu.
thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Dạ, lời đầu tiên cho Giang xin gửi lời chào đến các anh em nghệ sĩ khách mời và các bạn khán giả tại trường quay và cũng như là trên TV, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh có biết là những cái cơn sóng ngầm trước khi nó đến thì nó như thế nào không anh? Trời yên, biển lặng, đấy chính là anh ở những cái câu đầu tiên. Sau đó thì nó mới là những cái cơn sóng rất lớn luôn, sóng như một cái cơn bão ngầm của biển ấy. Thì anh đúng như thế trong cái bài hát này luôn. Em nói mà em còn sờn ra gà bởi vì em chọn đúng từ quá, em nói thật luôn, em tả đúng cái từ quá. Và ngày hôm nay nha, anh có thêm một cái người rất yêu mến giọng hát của anh, đấy chính là em. Tuấn Nghĩa đã giúp anh chở câu chuyện đoạn đầu. Sau đó anh ra thì lại là mở ra một cái trang mới, một cái sự mềm mại khác với Nghĩa. Thiên thấy được cái trong đây nó có sự đa dạng trong cái bài hát này. Một giọng hát đã xuất phát từ đúng cái nơi mà bài hát đã ra đời. Còn một giọng hát là cũng rất là khỏe khoắn. Thì hai cái màu sắc đấy hòa hợp vào với nhau rất là ăn ý. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng anh Minh Luân cũng có cùng quan điểm với anh Quốc Thiên và chị Hải Yến đúng không ạ? Phải khen là cái đoạn phối bè nữa, hai anh phối bè rất hay. Em Minh Luân xin đứng lên để chào anh, một cái sự chào trân trọng. Trời ơi, cái rất tuyệt vời. Một cái điều mà tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta một khi đứng sân khấu, đương nhiên là mình sẽ làm tốt cái vai trò của mình, nhưng mà máu lửa nha, xin lỗi là mình phải học hỏi ở anh rất là nhiều. Sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Đầu tiên cho Khanh gửi lời chào đến bạn. Lời nói đầu tiên cho phép em xin được gửi tới 4 vị khách mời cũng như khán giả có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình một lời chúc sức khỏe cũng như là một lời chào trân trọng nhất. Xin chào bạn, tên của bạn là gì ạ? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hoàng. Xin chào Nguyễn Văn Hoàng, công việc hiện tại của Hoàng là gì? Dạ công việc hiện tại của em là đi hát tự do. Dạ, cảm ơn Nguyễn Văn Hoàng rất nhiều. Các khách mời ơi, chúng ta có chia sẻ gì về tiết mục này không ạ?
em có sở hữu được một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và anh Vũ nghĩ trong thời gian tương lai sắp tới rằng là chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau đó. Anh Nghĩa ơi, anh nghĩ gì khác không ạ? Cái bài này thật ra bây giờ nếu như mà em hát một mình thì cũng hay, còn nếu như một mình Yến hát cũng hay luôn. À, lần đầu tiên anh nghe Yến hát cái bài này anh cũng giật mình luôn. À, cái giọng của Yến hay thì từ xưa tên anh vẫn biết. Cho nên đây là hai cái phiên bản đặc biệt hay mà ráp lại vô với nhau thì nó cũng là một cái bản hay luôn. Chúc mừng cả hai. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và hy vọng rằng Nguyễn Văn Hoàng sẽ nhận được phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu bạn ấy sẽ là hai người có phần trăm bình chọn cao nhất. Xin mời. Vỡ cây đàn tận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, tình ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để vơi, đập vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Trở như bàn tay, đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng.
lời trở như bàn tay. Một màn kết hợp rất tuyệt vời. Bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay, bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Quốc Đại. Xin mời quý vị, 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Duy Dương đợi trên đường chào đến quý vị giám khảo và cùng quý vị khán giả hội trường hôm nay, và cũng như cô chú anh chị em đang xem màn ảnh nhỏ, cũng là chúc sức khỏe, thân thương và trân trọng nhất ạ. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Quốc Đại gặp Duy Phương. Không, đúng rồi, lần đầu tiên mà khi mà Phương bước ra và Phương cất tiếng hát á, ôi trời, sao mà giọng đặc biệt dữ vậy. Không có gì hơn là mong rằng anh có một dịp mời em hát song ca cùng anh một ca khúc mà nào đó ngoài ca khúc này. Và hôm nay thì thật sự là khi mà hát cùng với Phương thì mình cứ thoải mái hát, mình không có nghĩ là mình hỗ trợ cả, mình chỉ nghĩ là mình hát cùng với một người đồng nghiệp khó giọng ca thật là hay, đúng không quý vị? Em bị ấn tượng với cái giọng hát của anh quá. Đều chắc chắn, đều đẹp, và quan trọng là lại rất là thật. Cái tình cảm rất chân thật, em rất là thích. Anh cảm ơn em rất nhiều. Nói về hạt hay thì anh cũng bàn từ cái câu chuyện hạt hay của Duy Phương được rồi. Bởi vì em là một tiếng hạt nồng nàn. Em hay từ ngày đầu tiên gặp. Và trong cái tiếng hạt của em nó có cái mộc mạc của một chàng thợ xây, nhưng có cái sự điêu luyện của một người nghệ sĩ. Dạ, anh Quốc Đại rất là nhiều, chân cảm ơn. Rồi cũng Duy Phương cũng cảm ơn MC đẹp trai. Hồi nãy giờ rất là nhiều. Thôi anh được khen em nữa mà, em cảm ơn mũi đấy. Cảm ơn Duy Phương một lần nữa. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trái ngang lòng tôi mang
khán giả tại trường quay ơi, chúng ta có 10 giây để bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Hello, tôi xin cho phép Akiko xin được quý vị có mặt trong tối hôm nay. Lời sức khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Akiko. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em vừa cất tiếng hát một cái thôi, anh Nghĩa, Bạch Công Khanh, bốn người như nhau hả? Thu âm sẵn hả? Ủa sao cái gì mà giọng nhép hả? Cái giọng gì mà cao vậy? Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu, để coi, để coi bây giờ nó mới vô hát cái tông cỡ này chắc là điệp khúc hát lòn xuống. Anh quay qua nói chắc điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống như lúc nãy em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Bé vừa hát lên cao mà các em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là em đi hát thì đi hát, em bắt đầu đi hát thì là được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi chung được chuyên nghiệp thôi. Ủa chứ trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Akiko ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ. Xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nốt cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn các nghệ sĩ khách mời một lần nữa. Thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến bốn vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một
người nổi tiếng, tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn, cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thực sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi, và ngày hôm nay em đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết nhìn rồi. Sâu thẳm vào mắt mình đúng không đó? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào, nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voice của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại. Cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và cùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cả đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Ôi công chúa của tôi, cho hạt mưa rơi góc
anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, nhìn mây mưa cứ trôi hoài hát ca. Mặc dù là một ca khúc về mùa đông nhưng mà hai cô gái của chúng ta mặc đồ rất là quyến rũ. Cảm giác như là không hề lạnh một tí nào cả. Chỉ có chúng tôi lạnh giá trong tâm hồn thôi. Quá trời đó, đất luôn à. MC thiệt là déo miệng, déo mồm. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô gái đang đứng cạnh Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin được chào các anh chị khách mời ạ. Và em xin được giới thiệu, em tên là Minh Phương. Và trong một số khách mời ở đây thì có một đồng hương của em, đó là anh Long Nhật. Em là con gái Huệ. Chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em hoang sợ. Khi em bước ra là anh hoàn toàn yên tâm, bởi vì anh đi diễn với Minh Phương rất là nhiều, ngoài Trung, ngoài Bắc, rồi trong thành phố Hồ Chí Minh, và anh đã hiểu được giọng hát của em. Mà may mắn quá, chị Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chọn em. Và hai tiếng hát nữ trầm, anh Tô khàn khàn này thì chắc chắn Đêm Lao Sao là một phiên bản rất đáng nghe, một màu dấu ấn rất đẹp trong song ca Dạo Mặt lần này. Cảm ơn anh Nhật. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Ngay từ câu đầu tiên của Đêm Lao Sao, chị Ngân Quỳnh cất lên là chúng ta đã bị rụng rời con tim rồi. Cái này là em chia sẻ thật. Và không biết là anh Tỷ Luân có cùng cái cảm giác đó giống Khanh hay không. Hôm nay nghe chị hát những bài về lãng mạn, ballad trữ tình thì giọng chị bao nhiêu năm nó không thay đổi, vẫn rất là lực, rất là mạnh. Tuy là giọng của chị là một cái bậc đàn chị rất cách xa với các bạn, nhưng mà là vẫn hòa quyện được cái bài hát này. Nó giúp khoảng cách giữa các thế hệ gần nhau. Em hát song ca với chị Ngân Quỳnh giống như là những đồng nghiệp với nhau và cùng thời với nhau. Và em tận dụng được cái quãng giọng của mình, em làm cho cái quãng giọng của mình nó đầy, nó không cần phải cao, nhưng mà khi mà nghe là nó vẫn có độ sáng trong đấy. Và anh thích những cái chỗ nhấn nhá của em, nó tạo ở cảm xúc cho cái người nghe. Em đã hóa thân vào cái người con gái trong cái bài hát này. Xin chúc mừng em một bài hát rất hay. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân. Mặc dù đó là những lời khen, nhưng phản phất đâu đó trong ánh mắt của anh ấy, chúng tôi cũng thấy đầy sự tiếc nuối. Phải chi mình chọn được cô gái Minh Phương song ca với mình anh nhỉ. Tình yêu đó cho em một đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao đời bao giông tố, đời nhiều trông gai anh vẫn yêu
tình yêu có em thôi đến suốt đời. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu? Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. Đời đã cho ta gặp nhau, từ nay trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho một đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, giông tố, đời nhiều chông gai, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi. Chẳng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên, bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B.
và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả. Bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào bốn vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy, cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi, bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Giống nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích. Lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bắc trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình, tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. 10 giây, bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha. Tự hát cái nữ đi, cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Căn phòng số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20, 40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Cơ
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả bốn vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Carol. My Carol. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ, nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược trở về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo, tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á, tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm liền, ây da bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra, nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật, nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuất bằng cất giọng hát lên, thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý. Và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều. Yeah. Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Vì đâu mê say phồn hoa,
quên thắm thiết trong môi sầu, gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này con cầm tay, cầm chắc mối duyên bé bàng, cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng, cầm ra buốt thương đau. Ngày mai ta không còn thấy nhau. Bàn tay nắm ngón xuống đan vào nhau mộng mâu. Bàn tay nắm ngón xuống đan vào nhau. Hẹn sau mai trời mưa. Giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình nhé. Chào tất cả ban khách mời và tất cả các khán giả của chương trình. Mình là Duy Long. Xin chào các bạn. Khánh xin chào anh Duy Long. Cho Khánh hỏi công việc hiện tại của anh là gì? Công việc hiện tại thì anh kinh doanh, nhưng song song đó thì anh vẫn đi hát. Dạ. Ngày hôm nay hát với một cô gái đẹp thì anh có bị khớp lắm không? Lúc đầu là cũng khớp, nhưng mà khi mà thấy Quỳnh giao lưu rồi hợp quá thôi, hết khớp luôn. Khi mà ảnh bước xuống thì em thấy phong thái của ảnh rất là tự tin, và khi trong khi mà ảnh hát đó, ảnh có giao lưu bằng ánh mắt với em. Cái điều này á, phải là một người đã đi hát nhiều rồi á, em cảm giác một người đi hát nhiều rồi thì mới tinh tế trên sân khấu đó như vậy. Dạ chính xác ạ. Không biết các khách mời ở bên dưới có nghĩ như vậy không? Anh rất là chúc mừng Quỳnh. Mình tưởng mình hộp cái kia, đúng không? Dạ. Hộp cái số 3, ai ngờ được số 1. Dạ, mà khi em đứng trên này em cảm giác sự kiên định của mình là chính xác. Em sẽ phát huy sự kiên định này nhiều hơn. Em nên tin vào những người đàn ông lịch lãm và không nói quá nhiều, luôn luôn rất là trầm lặng. Dạ. Họ có cái sự gọi là vững chãi ở trong đó, dạ, đúng không em? Dạ, anh còn làm kinh doanh nữa. Không những là có thể cùng đi hát với em mà còn làm ăn chung với em. Ủa rồi bạn chọn người hát chung hay là bạn chọn ý chung nhân vậy? Ủa, từ đầu là Quỳnh nói rồi mà. Dạ không, em chọn người hát chung, nhưng mà chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thì hát chung sẽ hay hơn ạ. Dạ. Không nói giỡn thôi chứ anh Long thì giờ cũng thấy là anh có một cái giọng hát rất là lạ, rất đặc biệt, nam tính, có một chất lãng tử ở trong đó. Mình không có khe nhiều quá trong cái việc xử lý chi tiết này nọ, và cái đó là cái đặc trưng của anh. Nó cảm giác là làm cho người nghe cảm thấy nó rất là dễ kết nối với anh. Và vì thế mà với một cô gái hơi mong manh như thế này, hoặc là tỏ ra mong manh như thế này. Thôi tỏ ra mong manh thì cái sự vững chãi này trong giọng hát cũng như phong cách của anh rất là hòa quyện. Cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc ơi, chị nghĩ gì về tiết mục này? Trời ơi, nói chung là Ngọc có biết anh Duy Long, cho nên là có biết là giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là đẹp rồi. Rồi xong rồi tự nhiên tụi mình cảm thấy mừng cho nhỏ em. Này, chị chúc mừng em. Màn trình diễn rất là tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Còn anh Quốc Đại ạ? Anh thì anh cực kỳ lo lắng khi mà Long xuất hiện xuống là Duyên Quỳnh coi như là không lo hát nữa. Anh đang rất là lo là em sẽ không nhớ đường em vô luôn. Nhưng mà cũng may là Long là rất là nhạy. Cảm ơn các khách mời rất...
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á, rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, nghĩa là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa, nghĩa là chưa. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Wow. Tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho nên tiếc vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao, hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh làm chờ 3 ngày rồi mà không chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em, anh ngồi đây chờ 3 ngày rồi. Đau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao, hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giang Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giang Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giang Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em, bởi vì anh Long á, là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này thật sự ra bài hát này rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười, em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em xin cảm ơn. Hay quá, Giáng Tâm mà không phân tâm. Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh
Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời ơi, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộn không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á. Coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, cô nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hãy lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình. Và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân và em giấu anh trong những bước chai. Một kiếp sống khác ta sống vậy. Ở nơi đó không phải lựa chọn.
con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong im mình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, xin hẹn yêu mãi mãi. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. Ba. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên ạ. Minh Nguyễn xin chào bốn vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ. Và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay, và tất cả khán giả đang sinh đời, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyễn. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em, phải nói là quá quá nhiệt tình luôn. Và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một cái này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau, và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình, và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời. Hey! Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em, mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có như phong ba, tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha, nào ta cùng bước cha cha cha, nào ta cùng hát cha cha cha, cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xin tươi như bông như hoa, cho anh gây gắn ngày tan hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức vân quân. Con tim anh khao khát đây chờ trông, cõi lòng ấm muốn tìm tìm. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Rapapa, rapapa. Giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiết mục Mắt Nai Cha Cha Cha. 10 giây bắt đầu.
Thời gian bình chọn dành cho tất cả quý vị khán giả đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái vừa hát song ca với anh Sĩ Luân. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh với lại tất cả các anh chị, các cô, các chú, ban giám khảo cùng với tất cả các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Mơ Cát ạ. Và hiện tại công việc của em thì đang là ca sĩ và mẫu ảnh tự do ạ. Xin chào Mơ Cát. Thường thì bạn có hay hát bài này không? Hay đây là lần đầu tiên? Dạ, đây là lần đầu tiên em hát ca khúc này luôn ạ. Ui chú trời. Bạn có chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ phải hát với chính nhạc sĩ bài này không? Dạ, nói chung là cũng có hồi hộp một chút xíu, nhưng mà em không nghĩ là em lại song ca cùng với nhạc sĩ của chính ca khúc này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của anh Sĩ Luân khi mà lần đầu tiên anh hát bài này với một cô gái rất xinh đẹp. Hay việc này nó đã diễn ra rất thường lệ? Dạ không ạ, thường em hát bài này một mình. Dạ, ai cũng có thể hát bài hát này và nó mang lại một cái năng lượng cực kỳ vui nhộn trong sân khấu của chúng ta. Và rất là thương bạn Mơ Cát là khi mà bạn hình như là bạn nghe mình chọn bạn xong là bạn rất căng thẳng. Trong ánh mắt bạn mình thấy sự căng thẳng đấy khi bạn đi xuống, mình dắt tay bạn xuống. Và không biết bây giờ thì bạn có hồi lại cái linh hồn chưa? Là đỡ chưa? Dạ em vẫn còn run mà. Bởi vì Khanh nghĩ là các người chơi đến đây chắc chắn là phải run, bởi vì họ phải tập rất là nhiều bài hát chứ không chỉ riêng bài Mắt Nai Cha Cha Cha, đúng không? 8 bài đúng không? Phải tập 8 bài nữa. 8 bài. Và không biết là mình sẽ hát bài đó với ai nữa. Cô có một lời khen con, cái giọng hát của con rất là sáng, nghe không có mờ, nghe liên tục luôn. Và cái giai điệu của Mắt Nai Cha Cha này liên tục không ngưng nha. Dạ. Mà thấy bé nó hát tỉnh bơ, nó không có mệt một chút xíu nào luôn, mà rất là hòa quyện chung với lại nhạc sĩ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là lần đầu tiên Mơ Cá hát bài này thì chú cảm thấy là con rất giỏi luôn á. Tại vì lần đầu tiên chú hát bài này, xin lỗi Sĩ Luân là mình hát sai lời nhiều lắm. Còn hôm nay là Mơ Cá hát là hát đúng lời. Thành ra mình cảm thấy là làm như đó thôi là mình thấy giỏi rồi. Dạ, xin lỗi nhạc sĩ. Cảm ơn một lần nữa những chia sẻ của các vị khách mời. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng quê, cầu tre bao nhiêu hè vui một câu về, để lòng ai quên hết đau nề.
ơi. Bát ngát đồng xanh anh về đây anh thăm em. Trời ơi anh nhìn thấy mà cáo bà ba là tự nhiên hồn anh mất ngay liền vậy đó. Còn nghe khoái quá anh ơi. Còn nghe khoái quá anh ơi hả? Ơi đêm mất nhìn cầu tre cho chàng là chàng lặng bên nơi. Thương em là em ở bên đây hồ. Cầu tre thức tịch tình ta. Cầu tre tăng tịch tình tình rằng nhớ ở đây. Giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Xin chào các anh chị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, chào anh Kim Tử Long và chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tánh Linh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em chính là đi hát ạ. Ngày hôm nay khoan đã em ơi. Hình như là cái số của anh sao Linh Long nữa, trời ơi. Thật sự mà nói là nghe bạn ấy hát là mình phải cuốn theo bạn ấy á. Tại vì bạn ấy có cái giọng cao quá ha. Mới đầu vô cái điệp khúc là mình tưởng nó là ca không tới. Ai ngờ đó là cao vút luôn. Vì vậy cho nên là anh quên cái diễn luôn đó. Anh cứ nghe em hát rồi anh đang cuốn theo cái lời ca tiếng hát của em. À em cho phép, cảm ơn em. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời ạ. Xin mời. Linh nói về diễn xuất thì rất tốt rồi, không có gì, thậm chí nhiều khi Linh còn muốn lướt anh luôn, muốn lướt anh Long luôn. Đúng rồi, anh Long phải bơ vơ luôn á. Đương nhiên là đối với cái kỹ thuật hát của em thì không có gì phải bàn nữa, giọng em là mà giọng rất đẹp và giọng có kỹ thuật. Thật sự là nếu mà theo đại nha thì giọng Tánh Linh không phải là giọng sở trường này. Gặp Quốc Đại đi hát bài Một Đời Người Một Rừng Cây là ngay luôn. Vô luôn phải không? À, anh nghĩ là ở cái sở đoạn này nhưng mà Tánh Linh đã làm cũng rất là tốt. Và nếu như đúng sở trường thì chúng ta sẽ còn thấy cô ấy tỏa sáng hơn nữa. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao
một chiều áo trắng hay màu, em qua cầu sắc pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hồi xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi như vàng đêm tối nhớ qua đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tù. Ba cố gắng chúng ta trong phần hát nối. Ngay bây giờ xin mời ba vị quân sư sẽ đến với phần cho điểm. Và thời gian cho điểm đã hết ạ. Cảm ơn ba vị quân sư. Dạ, và bây giờ thì xin mời ca sĩ Quang Hà sẽ đưa ra nhận xét cho mình ạ. Hằng, hôm nay em hát rất tốt. Bài hát này em hát rất ngọt ngào và em có cái nhạc cảm trong người. Thế nên là em có độ to, độ nhỏ. Cái câu đầu tiên thì chưa hay. Thế nhưng mà sau bắt đầu đó thì bắt đầu em vào guồng được. Thì em hát rất là ngọt ngào. Và cái bài hát này anh nghĩ rằng là Tông lấy cho em cũng là chuẩn. Đó, nên là anh tặng em 10 điểm. Như anh đã chia sẻ với em Ngọc Ánh là phải lấy hơi những chỗ thấp và ngay những chỗ đầu tiên em vào, thì trong cái bài hát này em đã làm được. Và anh thấy rằng là bài hát này khi em hát những câu cuối cùng rất là hay, và đúng là cái tông này cũng rất là vừa vặn với em. Thế nên là anh cũng cho em một điểm rất là cao. Như chia sẻ với mọi người rằng là Ánh Vương là một người giọng hát dày và trầm và thấp, thì rõ ràng như là những nốt cao bạn ấy sẽ không làm được. Tông bài hát này là tông pha trưởng, và nốt cao nhất là nốt la, không hề cao. Bài hát này hoàn toàn giọng nam có thể hát lên được bình thường. Mà Ánh Vương hơi bị chật vật, bài hát nó cần sự ngọt ngào thì em lại nó hát nó hơi action một tí. Thế nên là rất tiếc là vòng này thì em sẽ không nhận được điểm cao của anh. Cảm ơn anh Hà, nhưng mà anh đã lỡ công bố một điểm rồi. Em cũng rất là muốn nghe điểm của anh dành cho Ngọc Ánh và Ánh Vương ạ. Ngọc Ánh xin tặng Ngọc Ánh 9,5 điểm.
Và anh Vương, anh tặng em 9 điểm. Vẫn là những số điểm rất cao đúng không anh Cường? Dạ vâng ạ. Và bây giờ xin được lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Xin mời chị. Khi đã đến cái bài này rồi thì chị cảm thấy rằng là các em có một sự chỉnh chu và chu đáo nhiều hơn nữa. Và có một cái hòa quyện cùng với lại cái đạo cụ mình diễn. Các em có cảm xúc ở trong đó. Hằng đây cũng vậy. Bài hát này em ca rất là ngọt, rất là dễ thương. Từ nốt cao cho đến nốt trầm, đều đặn nhẹ nhàng. Còn với lại Ngọc Ánh thì con cũng khắc phục được những cái nốt trầm của con. Cũng như là con ngồi để mà trên cái chiếc ghế mà đọc cái cuốn sách đó, nhẹ nhàng, rất là dễ thương làm sao đâu á. Giống như mình muốn gửi gắm đến một cái gì đó, cái tình cảm của mình trong cái lời bài hát. Con chúc mừng con nha. Còn với còn Ánh Vương thì thật sự là nội lực của em rất là mạnh. Nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng phải dùng nội lực đó. Có những lúc mà mình cần phải tha thiết, dịu dàng, điệu đà nhiều hơn chút xíu nữa. Thì cái bài hát này cũng như Quang Hà đã nhận xét em, nó có lẽ là nó hơi bị nghịch hơn cho em chút xíu. Thôi thì em cũng đã làm tròn xong. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Sao em nhìn chị? Dạ anh Việt là... chắc chắn là có nhiều điều muốn nói lúc này đúng không anh? Bạn Nịnh Thị Hằng á, Nịnh Hằng. Bạn ấy được mà cũng bị là được diễn với cái dù nhưng mà bị diễn với cái dù. Tại vì cái dù á, nó ít cái động tác để diễn lắm. Là một là mình xếp lại, hai là bung lên rồi đi tới đi lui thôi. Cứ phải cầm khư khư đúng không? Trong khi cuốn sách á, là dạ rất hơn. Là nhiều thứ để diễn nội tâm đúng trong rồi. Đó. Và thậm chí là anh Vương á, có hoa hồng nữa. Quá ở trên quầy bà. Thì rất là nhiều cái đất để mình diễn xuất, mình thu hút mọi người. Nhưng mà rõ ràng là Hằng dùng cái yếu điểm của mình khi diễn với cái dù, thì bạn lại dùng cái thế mạnh của giọng hát. Bạn chinh phục người ta bằng giọng hát để người ta quên đi cái sự yếu ớt của mình trong diễn xuất. Việc nghĩ cái tiết mục này nó mỗi người nó có một cái thế mạnh riêng. Còn những giọng hát thì anh Quang Hà đã nói hết rồi. Nhưng mà dù gì đi nữa thì mỗi bạn đem tới một cái khung cảnh nhỏ thu hẹp lại trong cuộc đời này gửi vào bài hát vừa rồi. Cảm ơn các bạn về mùa đông rất tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả, xem ai sẽ là người phải dừng lại ở vòng này. Và đầu tiên xin được chúc mừng một cô gái, một cái tên mà ngay khi xuất hiện đã tạo ấn tượng bởi một lời ru đến từ Cao Lan, đó là Nịnh Thị Hằng với số điểm 58,5. Và hai cô gái tiếp theo, ai sẽ phải dừng lại ạ? Ánh Vương hay Ngọc Ánh, hai cô gái này đều có chữ Ánh trong tên của mình. Chính vì vậy mà số điểm của họ cũng bằng nhau luôn ạ. Đó là 55,5 điểm. Với số điểm bằng nhau như vậy thì cái quyền quyết định xem ai sẽ là cô gái chính thức bước tiếp vào thử thách đơn ca thì chắc là mình phải để dành cho nhạc sĩ Vũ Quốc Việt kia. Bây giờ mình cho mình họp nội bộ chút xíu. Phải cho bạn nào ở lại cũng rất là khó. Và khó nhất lại là anh Việt. Bởi vì anh Việt sẽ là cái người công bố cái điều đó. Vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với phần hội ý và chị Thanh Hằng sẽ chọn tên một người. Và anh Quang Hà sẽ chọn tên người còn lại để anh Việt anh chọn cuối cùng. Quá dốt. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình chọn tên một bạn á là mình phải có thêm một cái lý do ngắn gọn nữa chị Hằng ơi. Ừ. Em xin mời chị Hằng chọn trước ạ. Ánh Vương hay là Ngọc Ánh này ạ? Khổ quá. Chị rất là phải nói là cảm phục rất là hai em. Nhưng mà nói chung á thì là ngồi trên chiếc ghế của ban giám khảo rồi thì là phải có một sự công bằng và công tâm. Khi mà khán giả đang ngồi ở đây cũng lắng tai nghe thì bây giờ Thanh Hằng muốn hỏi khán giả gì chứ là quý vị khán giả chọn ai? Cho Thanh Hằng có gợi ý chút xíu được không? Hai. Dạ bên đây là Ngọc Ánh, bên đây Ánh Vương ạ. Ở đâu? Vậy? Thôi đừng có nữa. Khán giả đây có thể nói dùm gợi ý cho Thanh Hằng thử được không? Có phải đúng ý? Thật ra thì Ngọc Ánh là sinh năm 9X đúng không? Ngọc Ánh là Gen Z luôn á anh Quang Hà. Nhỏ tuổi nhất luôn. Nhỏ tuổi nhất. Nên là anh nghĩ rằng là Ngọc Ánh sẽ còn nhiều thời gian để trau dồi thêm cho giọng hát của mình. Thế nên là nếu mà để chọn một trong hai em thì anh vẫn muốn Ánh Vương đi tiếp.
Dạ vâng. Dừng lại không phải là em thua, và em dừng lại em trao dồi thêm nữa, năm sau em quay lại em mới là đỉnh điểm. Hiện tại bây giờ cái con đường của Ngọc Ánh em còn phải đi cần nhiều xa hơn nữa. Nhưng mà hiện tại mình nhìn thấy rằng là giữa cái xê xích chút xíu với nhau thì chị thấy rằng là Ánh Vương có thể rò trội hơn Ngọc Ánh. Thì theo như chị thì chị chọn Ánh Vương. Cảm ơn chị Thanh Hà. Hết hồn. Rất hay. Hay quá. Làm em mệt quá. Và như vậy là thay vì là anh Vũ Quốc Việt sẽ đưa ra quyết định thì bây giờ chúng ta đã có gọi là đa số rồi đấy ạ. Đa số. Nhạc hồi hộp trỗi lên. Cho xin tiếng nhạc. Anh Vũ Quốc Việt sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ chọn anh Vương đi tiếp. Chúc mừng Ánh Vương và xin được chia tay với Ngọc Ánh. Ngọc Ánh, khi mà kết thúc cái tiết mục này, em vào trong kia, anh muốn lấy số điện thoại hoặc contact của em. Anh sẽ giúp em hoàn thiện hơn nữa, chỉ dạy cho em nhiều hơn nữa để em có thể trở thành hơn. Và nếu có số diễn nào anh sẽ mời em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Quang Hà. Mình dừng lại ở vòng này, mình dừng lại cuộc chơi đêm nay, nhưng mình có thêm một cái cơ hội rất là lớn, đó là được anh Quang Hà hướng dẫn và giúp đỡ mình làm sao để cái ngày quay trở lại người hát tình ca, Ngọc Ánh sẽ thay đổi hoàn toàn khác, không chỉ kinh nghiệm hơn, kỹ thuật hơn trong giọng hát của mình mà trải nghiệm của bạn cũng có nhiều hơn, và chắc chắn sẽ là một Ngọc Ánh rất tuyệt vời ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Ngọc Ánh đã đến với chương trình. Ơi, nếu con muốn hát ca giọng cổ thì qua cô nha. Con đường của Ngọc Ánh đi rất là rộng rãi đúng không? Và một bên là tân nhạc đó, tình ca, và một bên là giọng cổ nè, tài tử nè ha. Đó, em muốn đi đường nào cũng được hết. Như vậy là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Ngọc Ánh ạ. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên tầng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau bụi, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về cho đời biến động. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết đã không đau.
xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau xuôi đã cũng cần có nhau. Chiều nay còn xin được cảm ơn Tuấn Dũng. Và bây giờ xin mời các vị quân sư sẽ cho điểm Tuấn Dũng ạ. Xin cảm ơn ba vị quân sư. Và Vũ Minh còn nhận thấy là anh Vũ Quốc Việt có vẻ rất là hài lòng khi mà anh cứ gật đầu hoài và không thể trì hoãn cái sự hài lòng đó ngay bây giờ. Xin mời anh hãy có những nhận xét với phần thể hiện của Tuấn Dũng ạ. Cái bài này á, nó chỉ có hai đoạn thôi và rất đơn giản. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là viết là giai điệu rất là hay và rất là dễ nghe. Và nhất là cái bài này giống như một cái bài huyền thoại luôn rồi. Em đặt một cái phép tính rất là khó vô cái bài này. Với một cái tiết tấu mới như thế này, rất là may là khi cái đoạn kết, nó có cái đoạn là chiều nay còn mưa, em kéo dài cái chữ mưa. Nó có hai cái lợi thế cho em. Một là em thể hiện được cái hơi dài của em và cái độ khàn của em khi em treo một cái nốt ở quãng năm. Thứ hai nữa là làm cho người ta một cái kết bất ngờ. Khi em kết, mọi khán giả ở đây nói, ủa hết rồi hả? Mà có nhiều người bất ngờ nhưng mà anh lại rất là khoái. Tại vì mình làm chuyên môn là mình khoái cái gì đó nó bất ngờ và người ta chờ đợi, nhưng hết rồi, để nghe tôi tiếp lần sau. Đó, đó là cái sự tinh tế cái chỗ đó. Và chắc chắn rằng sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã hướng dẫn em cái chỗ đó. Qua đây thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến giám đốc âm nhạc Nguyễn Hồng Thuận. Quả thực là trong cái lúc trao đổi thì em cũng có nói là anh Thuận, cái bản phối này nó hơi khó với em. Nhưng anh Thuận anh cứ động viên em hát đi. Với cái bài này nó không có cái đất để mà mình diễn, mình múa, mình nhảy, mình phô giọng. Tại vì nó quá tròn trịa. Nhưng mà nhạc Trịnh Công Sơn nó khổ cái làm nếu mà mình làm quá, mình làm lố đi cái phạm vi cho phép, thì người ta đánh giá ngay. À, người ta sẽ có những phản ứng. Phản ứng ngược lại, không tích cực. Cho nên cái bài này em hát như vậy là anh thấy là nó quá ổn trong cái phạm vi cho phép. Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Vũ Quốc Việt. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô gái Tú My nha. Dạ. Xin mời Tú My. Phải nói rằng là chương trình cũng rất là ưu ái cho bạn. Phải nói rằng là My rất rất thích cái bản phối của bạn. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận mang một cái làn gió mới đã thổi vào trong cái chương trình này. Nó vừa có lợi cho bạn mà nó vừa có một mặt nữa là thử thách bạn nhiều lắm. Câu lót khi mà sau một câu nghỉ nó không có nhiều, nó trống vậy đó, nó cứ trống như vậy đó. Nhưng điều này á, làm cho bạn phải làm sao mà những cái câu lót nó đừng có trơ trọi, bằng cách rằng là bạn có thể hát, bạn vuốt nhỏ hoặc là bạn phà hơi như thế nào đó, hoặc là bạn biểu diễn hình thể. Bạn đừng có quá căng thẳng và tập trung vào bài hát 100%. Còn xét về giọng hát của bạn trong bài vừa rồi thì nó cũng rất là tròn trịa, rõ chữ, đặc biệt là những cái đoạn cao cũng coi như là một cái màn trình diễn cũng khá là hoàn hảo. Dạ. Cảm ơn ca sĩ Tú My. Không biết là với cái phần trình diễn này thì chị Oanh ơi, mình hãy chia sẻ như thế nào về chàng trai mà mình vẫn rất thích từ đầu chương trình tới giờ ạ? Đâu có lúc thích lúc không mà. Dạ, là cái phần 2 chị chưa thích. Đúng rồi. Nếu Việt thích cái đoạn sau đó, chiều nay còn mưa kêu thì chị lại không thích. Ngộ vậy, chị ca không hay mà chị không thích chỗ đó. Em biết vì sao chị không thích không? Là tại vì chị không thích ai hơi dài hơn chị. Tôi hát không hay nhưng mà hơi tôi rất dài. Mà bây giờ có người hát dài, tôi tức. Vậy thôi. Dữ vậy sao? Dạ, tôi cạnh tranh lắm, tôi còn sân si lắm nha. Còn quá đông người thích đoạn đầu, chị thích theo. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị.